Mọi thông tin chi tiết thì mình đã nói hết ở các video trước rồi. Thì bây giờ thì mình báo giá luôn cho nó nhanh, chứ không có nói nữa nha. Còn bạn nào muốn tìm hiểu thì có thể quay lại mấy cái video trước. À, chiếc Louis VIP này giá là 8 triệu bạc. Xe này thì có giấy tờ đầy đủ hết, máy móc vẫn còn nghiêm, chưa có bung nha các bạn. Khi các bạn mua xe thì tại shop thì làm công chứng luôn nha. Còn nếu về dòng xe SH hay là những dòng xe như nào cao cấp thì shop sẽ sang tên trực tiếp luôn. Chẳng hạn như chiếc SH đây thì shop sẽ sang tên trực tiếp cho các bạn luôn nha. Chiếc này thì 56 triệu nha các bạn, khá là đẹp luôn, có giấy tờ đầy đủ chính chủ hết, sang tên nhanh gọn lẹ cho các bạn luôn nha. Cái dòng xe SH thì các bạn cũng biết rồi, là cái dòng xe là tốt nhất của cái dòng Honda ở thị trường Việt Nam mình, chứ chưa nói đến mấy cái dòng mô tô kia nha, nói đến cái dòng tỷ ga thôi. Còn chiếc này thì 43 triệu nha các bạn, 43 triệu, cũng là SH luôn, khá là đẹp luôn các bạn, nguyên riêng hết nha. Xe còn dán keo ở cái dàn áo các bạn, còn dán keo luôn, chưa có lột ra luôn nha. Bạn nhìn các bạn có thể thấy được này, niền đầm bô dàn áo, nói chung là các thứ bạn nhìn các bạn cũng có thể biết được cái xe này như thế nào. Cái chiếc A Black, chiếc này thì giá là 14 triệu bạn, 14 triệu ngang, có giấy tờ đầy đủ hết. Xe này thì vẫn còn nguyên riêng. Những cái xe nào mà làm cái gì nặng nặng á hay là gì đó thì mình sẽ bổ sung thêm nha các bạn. Còn khi mình báo giá thì mình tư vấn ở đây thì mình các bạn cũng biết là còn xe riêng á, còn những xe nào mà đã làm gì thì mình mới nói nha. Vision nha các bạn, xe này thì 2016 các bạn, máy móc thì vẫn còn ok hết, bình đề đầy đủ, giấy tờ cũng đầy đủ luôn. Chiếc này là 12 triệu nha các bạn, 12 triệu. Biển số nó thì tại thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Khi nào thì làm cái video biển số tại Hà Nội thì mình sẽ nói Hà Nội. Chiếc cấp 86 nha các bạn, xe này thì khỏi phải bàn rồi, còn riêng còn 98%, còn riêng còn 98% nha các bạn. Mình cũng báo giá luôn, chiếc này là 12 triệu các bạn. Tùy theo chiếc nha các bạn, chứ không phải là chiếc nào mà cũng cao mà chiếc nào cũng thấp hết đâu. Tùy theo xe nữa, mỗi cái xe là nó có mỗi cái giá trị khác nhau. Xe riêng thì hàng hiếm thì nó lại cao, mà nếu như xe tay ga hay xe số thì bình thường quá nó lại rẻ hơn. Và chẳng hạn như A Black này, nó đâu có bao nhiêu tiền đâu các bạn, nó chỉ có 14 triệu thôi đó. Nhưng mà nhiều người lại thích đi A Black hơn là đi chiếc cấp 86 rồi đúng không? Nhưng mà cũng có rất là nhiều người họ lại thích chiếc 86 hơn là chiếc A Black như thế này. Tùy theo xe nữa. Chiếc này thì giấy tờ cũng đầy đủ, máy móc thì vẫn còn nguyên riêng, xe 2014 nha các bạn. Dòng xe giá tầm trung ở Việt Nam mình. Đây là dòng xe Honda, xe quay thì chắc chắn ai cũng biết, nhìn thấy xe là biết xe gì liền. Dòng xe này là dòng xe rẻ ở Việt Nam mình của hãng Honda, thì giá nó nếu mà xe mới thì nó tầm khoảng mười mấy triệu, nhưng mà đây là xe cũ đã sử dụng rồi nên là xe nó cực kỳ rẻ luôn, chỉ có 4 triệu rưỡi thôi các bạn. Đó, Honda chính hãng, máy móc vẫn còn nghiêm, chỉ có 4 triệu rưỡi thôi nha, vẫn có giấy tờ đầy đủ, mua bán công chứng sang tên rõ ràng cho các bạn luôn. Jupiter, chiếc này thì 6 triệu nha các bạn, có banh mâm thân đĩa đàng hoàng luôn. Dòng này thì cũng dạng là dòng cao cấp của thằng Yamaha rồi, nó cao hơn cả thằng Sirius với lại thằng Taurus. Nhưng mà vì cái lý do thì nó rẻ là vì lý do là nó không có được đẹp các bạn, nó xấu, nhưng mà nó có một cái là nó cực kỳ bền luôn. Cái dòng này nó bền cực kỳ, xe chỉ cần đi đúng thì nhớt đồ bài bản khó mà hư được nó. Rồi, rim Thái 6 triệu rưỡi các bạn, xe này thì cũng được tân trang và làm lại, chứ không phải là xe riêng nha, tăng trang và làm lại hết rồi. Đó. Nhìn xe thì bạn cũng có thể biết, nhìn tấm niền đầm rồi đấy, các bạn có thể thấy là biết ngay là cái xe này là làm lại. Nhưng mà cái canh bẩn trắng của nó các bạn là canh bẩn còn rinh đó nha. Nói chung là nó cũng còn rất là nhiều thứ rinh, cái xe này thì độ rinh của nó còn khoảng 80% nha các bạn. Rồi chiếc này thì rinh 100% luôn, chưa có làm cái gì hết.
Giá là 9 triệu nha các bạn. Ở trong cái video thì nhìn nó hơi xấu thôi, chứ còn ở ngoài thì xe này rất là đẹp luôn nha. Chỉ có 9 triệu thôi, vẫn có giấy tờ đầy đủ hết. Xe này 2014, dòng xe Sirius thì khỏi phải bàn rồi, cực kỳ mạnh và bền. Nhưng mà có cái thì nó hao xăng hơn của Honda nha các bạn. Cái dòng Yamaha nó sẽ hao xăng hơn là của Honda. 2017 nha các bạn, chiếc này thì 21 triệu các bạn. A Black 21 triệu nha. Có giấy tờ đầy đủ hết. Trên 20 triệu thì shop sẽ công chứng sang tên cho các bạn nha. Trên 20 triệu thì shop sẽ sang tên đó. Còn nếu như mà dưới thì shop công chứng qua thôi, thì các bạn về các bạn tự sang tên. Tại vì là sang tên nó lâu hơn công chứng, mà sang tên thì nó lại giá thành nó lại cao hơn, nó mất 200-300. Còn công chứng thì nó chỉ có mấy chục ngàn à. Rồi chiếc này thì khỏi phải bàn nữa, mới chạy chỉ có 2.000 mấy cây thôi nha các bạn. Chiếc này thì 26 triệu các bạn. Mới len keng không khác gì xe mới. A Black nha. Chiếc này thì sang tên cái rẹt nhanh gọn cho các bạn luôn. Mua xe cũ mà cũng không khác gì xe mới các bạn. Tại vì nó mới chạy chỉ có 2-3 ngàn cây à. Nên là mình cảm thấy nó cũng giống như xe mới, nó không có khác gì hết, nó còn riêng 100% hết. Chiếc này thì 2013 nha các bạn, nhưng mà nhìn nó hơi cũng xuống màu một tí thôi, chứ không có gì hết. Chiếc này thì giá là 9 triệu các bạn. Bánh mâm thanh đĩa đàng hoàng, máy móc đồ vẫn còn ok hết, chưa có bung máy chứ hay là gì. Nói chung là xe này thì cũng có sửa mà sửa nhẹ thôi, chứ không có sửa nặng đâu nha các bạn. Với lại cái dòng xe Sirius này nó bền lắm. Tiếp tục cái chiếc Vision các bạn. Chiếc này thì 12 triệu. Vision thì nó dao động từ 16 triệu cho đến 8 triệu nha các bạn. Tức nghĩa là cũng có chiếc 8 triệu. Thì ở video mấy cái video trước thì mình cũng có làm rồi. Thì bạn muốn mua 8 triệu thì bạn quay đó bạn tham khảo. Thì ở đó thì mình cũng có nói rõ. Thì chiếc từ 8 triệu cho đến 16 triệu. Thì xe giá nó càng cao thì đời nó càng mới. Nhưng mà đa số thì tầm trung từ 12 triệu đến 14 triệu. Đó là Vision. Nhưng mà vẫn có chiếc 16, vẫn có chiếc 8 triệu. Còn chiếc này thì 14 triệu nè các bạn. A Black luôn, mà có 14 triệu cho mấy. Xe cũng khá là đẹp luôn. Xe này 2015. Tính ra này thì cũng 5 năm rồi đó các bạn. Nhưng mà còn đẹp nha. Còn rất là đẹp luôn. Dàn áo, đồ nhúng, bô, gác chân, mâm, nồi, đồ nói chung là còn nguyên riêng hết. Khá là đẹp luôn. Chiếc quay nha các bạn, quay RS. Chiếc này thì bánh tâm với lại thẳng đầm thôi. Chiếc này thì 6 triệu các bạn. Dòng này mới cũng được mua cũng được 19-20 triệu rồi đó nha. Nhưng mà đây là vì là xe cũ nên là nó giảm rất là nhiều luôn. Tùy theo mỗi người, có mỗi người có mỗi cái sở thích. Có người thì thích chiếc này, mà có người thì thích chiếc quay alpha lùng hơn á. Rất là đa dạng. Filter nha các bạn, của hãng Honda luôn. Dòng xe này thì phải nói lợi xăng là cực kỳ lợi luôn các bạn. Những ai mà đi filter từ trước đến giờ thì chắc chắn là cũng biết cái dòng filter nó cực kỳ lợi xăng. Nhưng mà nó cũng có cái điểm yếu, chứ không phải là điểm nào nó cũng mạnh hết đâu. Nhưng mà máy móc đầu nằm của nó thì nó hơi dở. Nói chung là nó cũng nhanh hư hơn là mấy cái xe quay alpha kia. Chiếc này thì 9 triệu nha các bạn. 9 triệu. Rồi Sirius 2015 nha các bạn. Chiếc này thì 10 triệu các bạn. Rồi nói chung nó cũng gần cuối video rồi, chứ không phải là không, nó còn hai chiếc nữa là hết video này. Nên là mình cũng nói thêm với các bạn là shop hiện tại thì không có bán online, không có ship hàng. Đó, các bạn muốn mua xe thì đến trực tiếp tại thành phố Hồ Chí Minh mà mua. Thì cái địa chỉ thì mình để ở trong Facebook á. Vào Facebook nha các bạn, thì ở đó có địa chỉ rõ ràng. Các bạn cũng không có cần để lại số điện thoại lại làm gì, tại vì shop không có gọi bất kỳ ai hết, shop không có biết bạn là ở đâu là ai, nên là shop không có gọi. Thì các bạn muốn mua xe thì tự mà các bạn chủ động liên hệ qua shop nha. Hoàn toàn miễn phí hết. Riêng ở đây là shop không có nhận tiền cọc. Shop cũng nói rất là rõ ràng cho các bạn luôn. Chiếc này thì 2017, giá là 24 triệu các bạn. A Black nha, 24 triệu. Khá là đẹp luôn. Nhìn trong quay đeo như thế này chứ ở ngoài nó cực kỳ đẹp các bạn. Nó còn sáng sủa đẹp lắm. Hôm nay thấy A Black cũng khá là nhiều các bạn. Mỗi đợt thì nó có nhiều loại chứ không phải là lộn xộn đâu nha các bạn.
Sirius nha, xe này thì bánh tâm tháng đầm thôi chứ không có tháng đĩa. Chiếc này thì 7 triệu rưỡi các bạn. Xe này thì 2017 nha các bạn. Xe này 2017 á, không phải là xe 13, 14 gì đâu đó, nên là nó cũng còn rất là đẹp luôn. Rồi chiếc này cũng là cái chiếc cuối cùng video luôn. Mình là cũng hẹn các bạn là video tiếp theo. Thì nếu như các bạn cảm thấy thích thì các bạn cho mình xin một like, để cho mình là có động lực bán thêm nhiều xe nữa nha các bạn.